Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngát một kiếp khó tìm cầu. Con đang nghe tới chương trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiều màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Vũ quyển 5. Này Thiện Nam, thế nào là 10 lực của Như Lai? 1. Xuất trí biết rõ thị xứ phi xứ. 2. Xứ xuất trí biết rõ, xuất trí biết rõ nghiệp nhân dị tục cả quá khứ hiện tại vị lai. 3. Xuất trí biết rõ các loại tán giải. 4. Xuất trí biết rõ từng cảnh giới. 5. Xuất trí biết rõ căn thắng. 6. Xuất trí biết rõ từng nghiệp của các nẻo. 7. Xuất trí biết rõ tất cả tỉnh lượng giải thoát, tam ma địa, tam ma bạc đề, xuất ly, tạp nhiễm, thanh tịnh. 8. Xuất trí biết rõ mọi sự việc của đời quá khứ theo ý nghĩ. 9. Xuất trí biết rõ sự sinh tử luân hồi. 10. Xuất trí biết rõ mọi tập khí lậu hoặc đã chấm dứt. Đây là 10 xuất trí của Như Lai. Thế nào là 4 vô sở ý của Như Lai? 1. Đối với các pháp chứng đẳng giác không sợ sợ. 2. Tất cả trí lậu tận không sợ sợ. 3. Nói pháp chứng đạo không hư dối, quyết định tọa ký không sợ. 4. Tu hành đầy đủ chứng được đạo xuất ly không sợ. Đó là bốn vô sở ý của Như Lai. Thế nào là 18 pháp bất cộng của Như Lai? 1. Như Lai không có lỗi lầm. 2. Không thốt ra âm thanh hung bạo. 3. Luôn chánh niệm. 4. Tâm luôn chánh định. 5. Không loạn tưởng. 6. Biết rõ rồi loại trừ. 7. Muốn độ chúng sinh không giảm. 8. Tinh tấn không giảm. 9. Niệm không giảm. 10. Định không giảm. 11. Tuệ không giảm. 12. Giải thoát không giảm. 13. Có trí tuệ thấy biết về đời quá khứ mà không tham đắm, không ngăn ngại. 14. Có trí tuệ hiểu biết về đời hiện tại mà không tham đắm, không ngăn ngại. 15. Có trí tuệ hiểu biết về đời vị lai mà không tham đắm, không ngăn ngại. 16. Tất cả thân nghiệp đều hành động theo trí tuệ. 17. Tất cả ngữ nghiệp đều hành động theo trí tuệ. 18. Tất cả ý nghiệp đều hành động theo trí tuệ. Đó là 18 pháp bất cộng của Phật. Này Thiện Nam, thế nào là đại bi của Như Lai? Này Thiện Nam, Như Lai thành tựu và đại bi có 32 loại đối với các hữu tình ở trong vô lượng vô biên tất cả thế giới. Trong 10 phương khởi lên những loại đại bi không thể nghĩ bàn. Thế nào là 32 loại đại bi? 1. Các pháp đều không có ngã. Hữu tình nào không tin các pháp vô ngã thì Như Lai giữ hữu tình ấy mà khởi đại bi. 2. Trong tất cả các pháp không thật có hữu tình, chúng sinh nào cho là hữu tình thật có thì Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lên đại bi. 3. Đối với tất cả các pháp không thật có sinh mạng, hữu tình nào cho sinh mạng thật có, Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 4. Đối với tất cả các pháp chẳng có người, hữu tình nào chấp có người thì Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 5. Đối với tất cả các pháp thể tánh không thật, hữu tình nào cho là các pháp thể tánh là thật thì Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 6. Tất cả các pháp không thật có nơi chốn, hữu tình nào chấp trước nơi chốn thật có thì Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 7. Tất cả các pháp không thật có chấp tàn, hữu tình nào vọng chấp tàn thật có thì Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 8. Tất cả các pháp không có ngã, ngã sở, hữu tình nào chấp thật có ngã, ngã sở thì Như Lai về các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 9. Tất cả các pháp không có chủ tể, hữu tình nào vọng chấp thật có chủ tể thì Như Lai về các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 10. Tất cả các pháp không thật có sự vật, hữu tình nào chấp có sự vật thì Như Lai về các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 11. Các pháp không sinh, hữu tình nào vọng chấp các pháp có sinh thì Như Lai về các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 12. Tất cả các pháp không khởi không diệt, hữu tình nào vọng chấp có khởi có diệt thì Như Lai về các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 13. Tất cả các pháp hữu không tạp nhiễm, hữu tình nào vọng chấp có tạp nhiễm thì Như Lai về các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 14. Tất cả các pháp không tham mà hữu tình nào khởi tham cho nên Như Lai về các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 15. Tất cả các pháp lìa sân mà hữu tình nào nổi sân cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi.
16. Tất cả các pháp lìa si mà hữu tình khởi si, cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 17. Tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh. Tự tánh vắng lặng, tự tánh thanh tịnh mà hữu tình vọng chấp có thể thù đắc, cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 18. Tất cả các pháp không đến mà các hữu tình vọng chấp có đến, cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 19. Tất cả các pháp chẳng đi mà các hữu tình vọng chấp có đi, cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 20. Tất cả các pháp không tạo tác mà hữu tình vọng chấp có tạo tác, cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 21. Tất cả các pháp chẳng có hí luận mà hữu tình ưa thích chấp có hí luận, cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 22. Bản thể các pháp là rỗng không mà hữu tình chấp có, cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 23. Tất cả các pháp vô tướng mà các hữu tình vọng chấp có hình tướng, cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 24. Tất cả các pháp vô nguyện mà hữu tình vọng chấp các pháp có nguyện, cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 25. Hữu tình cõi này an trú trong thế gian đều do chấp trước mà cùng nhau tranh luận khởi lên tham sân si. Quán thế các hữu tình như vậy, ta sẽ thuyết pháp cho họ liền hẳn tham sân si, cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 26. Các hữu tình an trú trong thế gian đủ thứ điên đảo, rơi vào đường ác, đó nơi đường tà, ta muốn đưa các hữu tình ấy vào con đường chân thật, do vậy Như Lai vì họ mà khởi lòng đại bi. 27. Hữu tình cõi này đắm luyến thế gian, bị tham ái ngăn che, chiếm đoạt vật của người khác mà lòng không thỏa mãn, ta cần làm cho các loại hữu tình ấy được tài bảo thánh pháp, đó là thế giới phân, cho nên vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 28. Tất cả hữu tình bị tham ái sai khiến, đam mê nhà cửa, ruộng đất, vợ con, của cải, lúa tóc, mưu tính gìn giữ chúng mà làm tôi tớ cho chúng, cho nên diễn thuyết diệu pháp cho họ, quán về nhà cửa, ruộng đất. Tất cả những thứ đó đều vô thường, không chắc thật, vì các hữu tình này vọng tưởng là chắc thật, cho nên Như Lai vì các hữu tình ấy mà khởi lòng đại bi. 29. Hữu tình cõi này lừa dối nhau, chiếm đoạt qua lại, sinh sống bằng việc ác, ta nên thuyết pháp cho các hữu tình ấy, khiến cho họ sinh sống bằng cách thanh tịnh, vì các hữu tình ấy nên Như Lai khởi lòng đại bi. 30. Hữu tình cõi này cần quỷ bạn ác được những sự lợi ích và cúng dường tán thán, tự cho rằng bạn tốt chân thật của ta, ta nên vì tất cả hữu tình ấy mà làm bạn tốt chân thật, làm người bạn tốt trọn vẹn, giúp cho những hữu tình ấy dứt trừ mọi khổ não, được niết bàn an vui lúc ráo. Do vậy Như Lai vì các hữu tình này mà khởi lòng đại bi. 31. Hữu tình ở trong nhà của ba cõi, triền miên chịu các khổ não bức bách mà lúc nào cũng ưa đã tham đắm, luyến tiếc. Thế nên vì họ mà thuyết pháp như thế, để cho các hữu tình trong ba cõi được thoát ra, và các hữu tình ấy mà Như Lai khởi lòng đại bi. 32. Bậc Thánh giải thoát thuyết pháp thế này: tất cả các pháp như nhân duyên sinh, nhờ các duyên nuôi dưỡng nên được tươi tốt. Nếu các hữu tình biến trễ, tức là xả bỏ sự tăng thượng thù thắng, vô nhiễm, chánh trí và niết bàn tối thượng, các hữu tình này lại mong cầu thanh văn, biết chi Phật thừa thấp kém. Cho nên vì họ mà nói pháp như thế, để họ ưa thích trí tuệ rộng lớn, mong cầu Phật trí, vì các hữu tình ấy nên Như Lai khởi lòng đại bi. Này thiện nam, đó là sự thành tựu và đại bi của Như Lai, có 32 trường hợp đối với hữu tình mà khởi lòng đại bi, nên biết đó chính là phước điền rộng lớn của Đại Bồ Tát, có ai quang rực rỡ, đầy đủ bất thoái, tự làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Này thì nam, tất cả Đức Như Lai và chư Bồ Tát được tự tại, có công đức, vô lượng, vô biên, vô số. Tướng trong phước này là hơn hết. Nếu các Đức Như Lai trải qua vô lượng kiếp, diễn thuyết như vậy, vô lượng vô biên tướng các công đức cũng chẳng thể hết. Ta nay được nói chỉ là muốn làm cho các hữu tình sinh tâm hỷ lạc, đó gọi là Bồ Tát giúp đỡ hữu tình tất cả các pháp đẳng lưu thanh tịnh, hơi thở ra vào mạng sống thiện xảo. Lại nữa này thì nam, thế nào là Bồ Tát có thể nắm giữ mây mưa pháp lớn? Này thì nam, dễ như phong luân rộng lớn vô biên biến khắp thế giới, vững chắc chẩn động, giữa lúc thành lúc hoại thường nắm giữ mây mưa, biển và đại châu, núi một chân lân đà, núi đại một chân lân đà, núi luân di, núi đại luân di, núi hương, sông, rừng và cung điện,
đều nhờ phong luân ấy mà được duy trì. Đại Bồ Tát cũng vậy, dùng vô lượng vô biên các đà la ni để làm phong luân, phát khởi tất cả mây chánh đẳng giác. Như vào lúc kiếp thành an lập thế giới, núi Tô Mê Lô, núi Luân Di, núi Đại Luân Di, núi Hương, núi Tuyết, biển và đại châu, sông rừng, cung điện. Lần nữa Bồ Tát tuôn xuống mây mưa pháp lớn có thể gìn giữ thế gian và suốt thế gian, tướng trăm phước vô lượng pháp uẩn. Các địa Ba La Mật Đa, tất cả tam địa, các đà la ni, sức thần thông tự tại, vô ý, vô ngại giải, bất cộng đại bi, để thành tựu quả Bồ Tát và Phật. Đó gọi là Bồ Tát phải nắm giữ mây mưa pháp lớn. Này thì Nam, thế nào là Bồ Tát do an lập các thứ trang nghiêm nơi cung điện tối thắng? Này thì Nam, chỉ như sức gió thổi cùng cấp an trí các thứ trang nghiêm nơi tất cả cung điện, làm cho các mầm cây cỏ sinh trưởng, gấp rễ cành lá hoa quả xum xê, là thường làm cho các hữu tình từng phần khác nhau. Bồ Tát cũng vậy, dùng trí vô biên, trí không tham đắm, trí vô ngại giải, trí biện tài có thể rõ biết thể hiện ban cho hữu tình mọi thứ khác nhau. Dù gió ban rải khắp tất cả thế gian và suốt thế gian các vật dụng đầy đủ, này ta sẽ được nói, Bồ Tát có thể biết rõ. Đây là các pháp có thể sinh vào đường ác và sinh vào đường thiện, làm chủ cho sự sinh. Đây là các pháp sinh vào địa ngục cho đến bàn sinh. Đây là các pháp sinh vào cõi ma hoặc sinh lên cõi trời, cõi người hoặc sinh lên các cõi trời để thích phàm thiên, hộ thế. Đây là các pháp sinh đến những nơi sắc tướng đoan nghiêm, người thấy hoan hỷ, thông minh trí tuệ và quyến thuộc tốt đẹp. Bồ Tát biết rõ một cách hoàn hảo, pháp này đi đến những nơi tốt đẹp, có những loại kỹ năng, những thứ nghề giỏi, tất cả loại hình, sắc và các dị luận. Bồ Tát lại có thể chỉ dạy cho người chủng tánh thanh văn, pháp thanh văn. Người chủng tánh bế chư Phật, pháp bế chư Phật thừa. Người chủng tánh Bồ Tát, pháp Bồ Tát thừa. Này ta sẽ lược nói, khi Bồ Tát phát khởi lên những loại công đức thù thắng tự lợi, lợi ta, mà được quả vị phổ hiền và nhất thiết trí, Bồ Tát lại biết rõ, đây là các địa, đây là Ba La Mật Đa, đây là các Tam Ma Địa, đây là các Đà La Ni, đây là thần thông, đây là các minh, đây là tự tại, đây là giải thoát, đây là các lực, đây là vô ý, đây là vô ngại giải, các pháp bất cộng của Phật. Thì Nam, Bồ Tát dùng vô số hoa sen tổng trì hoàn hảo kiến lập những loại trang nghiêm các pháp vô lượng như vậy. Thì Nam, đó gọi là Bồ Tát hay ăn lập các loại trang nghiêm cho tất cả cung điện, đại pháp tối thắng. Này thì Nam, thế nào là Bồ Tát có thể ở nơi chúng hội quyết định giải thuyết những loại diệu pháp? Giống như gió thổi các cây kiếp ba, lúc nào hoa rơi cũng vừa ấy, như mưa rơi xuống. Thì Nam, như gió thổi lay động những cây kiếp ba, hoa vừa ấy như mưa rơi xuống cho các thứ châu báu trang nghiêm, y phục, đồ ăn, thức uống, mọi thứ đều đầy đủ. Gió thổi nhẹ lay động lần lượt hiện ra phổ biến khắp trời người. Chúng sinh được những thứ ấy không còn buồn bực, tâm sinh vui mừng, được sự vui vẻ tăng lên, thân tâm an lạc, hân hoan chơi chơi, tòa pháp tràn đầy an túc, an vui. Lúc nào sắc tướng cũng đoan nghiêm, oai lực nhanh chóng, tòa những sự an lạc thù thắng chẳng giảm bớt. Bồ Tát cũng vậy, giống như gió kia, Bồ Tát ở nơi thế giới thanh tịnh, trên các đức Phật và chư Bồ Tát trong chúng hội. Bồ Tát ấy quyết định diễn thuyết diệu pháp tương ưng, hoa pháp bảo tuôn ra như mưa rơi xuống, đó là khế kinh, ứng thụng, ký biệt, phúng tụng, tự tuyết, nhân duyên, thí dụ bản sự, bản sinh, phương quản, hy pháp, vị tận hữu, luận nghị, diễn thuyết các pháp như vậy, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc thuận, hoặc nghịch. Lại nữa, Bồ Tát thường thể hiện tất cả lời nói của thế tục. Đối với cảnh sở duyên thì nói về vô ngã, pháp tánh vắng lặng, thanh tịnh. Bồ Tát diễn thuyết giải thích làm cho hữu tình lìa các tướng nhiễm. Lại nữa, Bồ Tát thường chỉ bày rõ tất cả các pháp môn bình đẳng, làm cho hữu tình nhập vào pháp môn ấy, là thể hiện ra các pháp như huyễn không thể nghĩ bàn, để cho trí như huyễn hướng đến, giúp các hữu tình đều tăng trưởng tất cả pháp. Được thần thông diệu dụng vui mừng phấn khởi, chỉ có phấn đáp mà có thể biết đầy đủ, lìa bên trong, bên ngoài, phát khởi thần thông rộng lớn thiện xảo. Do họ thường ưa thích giáo pháp thần, thân không mệt mỏi nhàm chán, thân, khẩu và ý, nghiệp, chẳng bao giờ vi phạm, được oai đức rộng lớn của tất cả hàng trời người, ta dùng tất cả các pháp đầy đủ, thường không giảm sút, thường khởi bát nhã sáng suốt quan sát hướng đến, pháp thù thắng tăng thường. Đó gọi là Bồ Tát ấy ở trong chúng hội quyết định diễn thuyết những loại diệu pháp như cây kiếp ba, lúc nào
cũng lơi hoa giữa ý, như mưa rơi xuống. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát ở trong A Tăng Kỳ Kiếp tích tập do luận pháp luân thanh tịnh Tam A Địa tổng trì giải thoát cho chúng hội như nơi biển lớn vây quanh núi Tô Mê Lô, núi Luân Di. Rồi nói nếu chúng sinh nào có thể điều phục thành thục thì phát trí phân luân, chuyển diệt chỗ không còn gì cả. Này thì nam, dĩ như lúc kiếp tận, thế giới hư hoại, do sức gió vô ngại thổi mạnh phá hoại cả tam thiên đại thiên thế giới, trăm ngàn na do tha núi Tô Mê Lô, núi Luân Phi, và biển lớn đã bị phá hoại ly tán, giống như hư không chẳng còn gì cả. Bồ Tát cũng vậy, trong nhiều kiếp tích tập những loại phước trí để làm hành trang trang nghiêm, có thể ở trong chúng hội phát trí phong luân, dùng thần lực mạnh mẽ thì hiện thần biến phát ra âm thanh lớn, nói các pháp uẩn, pháp luân vô ngại, làm cho đỉnh núi ngã mạn của tất cả hữu tình đều bị tiêu diệt. Bồ Tát lại có thể chấn đắc pháp quang minh thù thắng, Tỳ Bà Xá Na luôn hiện tiền, tư duy như lý, tất cả các hành trong tâm chánh định, tâm ma rị đa, các tâm ma địa đều được đầy đủ, phá hoại đi tán các uẩn, giới xứ, thân của tất cả các hành không vững chắc, biết rõ tất cả phân biệt đều hư vọng. Bồ Tát liền có thể vượt qua tất cả thế gian, không có sắc tướng, chẳng thể nghĩ bàn, phước đức xuất thế, tăng trưởng viên mãn. Bồ Tát lại có thể hiện ra mọi sắc tướng. Biết rõ chuyển được sở y thanh tịnh, trong mọi lúc tận đời vị lai, đó gọi là Bồ Tát trong A Tăng Kỳ Kiếp tích tập, vô lượng pháp luân thanh tịnh và tam ma địa, tổng trì giải thoát cho chúng hội như biển lớn vây quanh núi Tô Mê Lô, núi Luân Di. Trong đó nếu có chúng sinh nào có thể điều phục thành tục tiệp phát trí phong luân, chuyển diệt sở ý, không còn gì cả. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì ngang bằng như gió. Lúc ấy Bồ Tát chỉ cái bạch Phật, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói mười pháp môn này, mọi thứ đầy đủ, rất là hy hữu, tất cả hữu tình đều được hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, nếu có hàng trời người đối với pháp này hay khởi lòng tịnh tính, quyết định tu hành như lời Thế Tôn dạy, thì đời này và đời sau sẽ được đầy đủ tất cả sự an lạc của Phạm Vương, Đế Thích, luôn làm lợi ích cho người khác chăng? Phật bảo Bồ Tát chỉ cái, đúng vậy, đúng vậy. Thầy quán thấy hữu tình ấy sẽ được vượt qua tất cả thế gian. Nếu có thể đối với các pháp này mà tu hành, thì dứt hẳn tất cả các pháp bất thiện, thành tựu tất cả pháp thiện thanh tịnh, làm chỗ quy y cho thế gian. Nếu ai phỉ báng, đó gọi là người ngu đọa vào nơi ác, chịu các khổ não. Vì tất cả thế gian trời người, a tu lạc kinh khi. Lời nói này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì ngang bằng với hư không. Những gì là mười? Một, lìa được nhớ bẩn. Hai, không còn tham đắm. Ba, thường được vắng lặng. Bốn, chứng được bát nhã vô biên. Năm, được trí vô biên. Sáu, đối với pháp giới bình đẳng thường tùy thuận tu hành. Bảy, được tịnh tính thắng giải tất cả các pháp như hư không. Tám, vô sở trụ. Chín, siêu việt các hành. Mười, vượt qua sự đo lường. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì ngang bằng với hư không. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì ngang bằng với hư không, những gì là mười? Một, đối với sắc đáng ưa hay không đáng ưa mà không tham không sân. Hai, đối với âm thanh đáng ưa hay không đáng ưa mà không tham không sân. Ba, đối với hương đáng ưa hay không đáng ưa mà không tham không sân. Bốn, đối với mùi vị đáng ưa hay không đáng ưa mà không tham không sân. Năm, đối với sự xúc chạm đáng ưa hay không đáng ưa mà không tham không sân. Sáu, đối với pháp đáng ưa hay không đáng ưa mà không tham không sân. Bảy, đối với thịnh suy mà không tham không sân. Tám, đối với khen chê mà không tham không sân. Chín, đối với sự ca ngợi diễu cợt mà không tham không sân. Mười, đối với khổ vui mà không tham không sân. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì ngang bằng với hư không. Lời nói này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì ngang bằng với mặt trăng. Những gì là mười? Một, hay làm cho tất cả hữu tình thân được vui mừng. Hai, hoan hỷ khi thấy. Ba, tăng trưởng các pháp bạch tịnh. Bốn, hay dứt trừ các pháp tối tâm. Năm, làm cho khen ngợi. Sáu, thân được thanh tịnh. Bảy, được tối thượng thừa. Tám, thường được trang nghiêm. Chín, được pháp ưa thích. Mười, được oai thần lớn và oai đức lớn. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát hay làm cho tất cả hữu tình thân được vui mừng?
thiện nam dưới mặt trăng mọc hay làm cho mát mẻ. Tên đáng ưa tất làm cho các hữu tình thân được vui mừng. Bồ Tát cũng vậy, xuất hiện ở đời hay trừ tất cả nó bất cho hữu tình. Tên đáng ưa thích khiến cho các hữu tình trong được vui mừng. Thế nào là Bồ Tát làm cho hoan hỷ khi thấy? Này thì nam như mặt trăng mọc, màu sắc ánh sáng tươi khiết, làm cho các hữu tình thấy được hoan hỷ vui mừng. Bồ Tát cũng vậy, xuất hiện làm cho các căn vắng lặng đầy đủ oai nghi công đức thanh tịnh, làm cho tất cả hữu tình thấy được hoan hỷ vui mừng. Thế nào là Bồ Tát tăng trưởng các pháp bạch tịnh? Này thì nam như như tháng có trăng, mỗi ngày trăng sáng dần cho đến tròn đầy, các loại màu sắc ánh sáng đều được đầy đủ. Bồ Tát cũng vậy, khi mới phát tâm cho đến ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề, các pháp bạch tịnh dần dần tăng trưởng cho đến viên mãn nhất thiết chủng trí. Thế nào là Bồ Tát hay dứt trừ các pháp tối tâm? Này thì nam, giả như tháng không có trăng, tất cả màu sắc ánh sáng mỗi ngày giảm bớt cho đến ngày thứ 15, các sắc tướng của ánh sáng đều không thể thấy. Bồ Tát cũng dạy chứng được trí xuất thế, các pháp bất thiện dần dần diệt trừ cho đến ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề, tất cả không còn. Thế nào là Bồ Tát hay làm cho mọi người khen ngợi? Này thì nam như mặt trăng mọc hay làm cho nhân gian nơi thành ấp xóm làng, những sắc đến lợi bà la môn, người nam người nữ thể đều khen ngợi. Bồ Tát cũng dạy như mặt trăng mọc làm cho tất cả thế gian trường a tu la kiên đạt phước thể đều khen ngợi. Thế nào là Bồ Tát thân được thanh tịnh? Này thì nam, như nguyệt thiên tử, nghiệp quả thành tựu được thân thanh tịnh, sắc quang sáng tỏa, Bồ Tát cũng vậy, xuất hiện ở đời chứng được pháp tánh, từ pháp hóa sinh, không sinh từ bào thai bất tịnh của cha mẹ, thân được thanh tịnh, sắc quang sáng sủa. Thế nào là Bồ Tát được thừa tối thượng? Này thì nam, như nguyệt thiên tử cởi xe tối thượng sáng rực cả bốn châu, Bồ Tát cũng vậy, cởi xe trí tuệ tối thượng sáng rực vô lượng cho biên tất cả thế giới. Thế nào là Bồ Tát thường được trang nghiêm? Này thì nam, như nguyệt thiên tử oai đức trang nghiêm, những vật trang sức đầy đủ không bị suy thoái, Bồ Tát cũng dạy dùng pháp công đức thường tự trang nghiêm. Thế nào là Bồ Tát được pháp ưa thích? Này thì nam, như nguyệt thiên tử lúc nào cũng ưa thích dục lạc, như mặt trăng Bồ Tát lúc nào cũng ưa thích pháp lạc, không ưa dục lạc. Thế nào là Bồ Tát được oai thần lớn và oai đức lớn? Này thì nam, như nguyệt thiên tử có thần thông lớn và oai đức lớn, Bồ Tát cũng dạy có thần thông lớn và oai đức lớn, đó là tánh phước lớn và tánh trí lớn. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì ngang bằng với mặt trăng. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì ngang bằng với mặt trời, những gì là mười? Một, hai, phá trừ tất cả vô minh đen tối. Hai, hay điều phục hữu tình làm cho giác ngộ. Ba, hay tỏa sáng cả mười phương. Bốn, hay hiện ra pháp lành. Năm, diệt sạch các lậu. Sáu, hay phát ra ánh sáng. Bảy, hay che lấp ánh sáng của tất cả ngoại đạo tà luận. Tám, hay hiện rõ cho cao thấp. Chín, khởi lên những nghiệp đã tạo, đó là tất cả pháp thiện bạch tịnh. Mười, được người thiện ưa thích. Thế nào là Bồ Tát hay phát trừ tất cả vô minh đen tối? Này thì nam, như mặt trời mọc phát trừ mọi đen tối, Bồ Tát cũng dạy xuất hiện hay phát trừ tất cả vô minh đen tối. Thế nào là Bồ Tát hay điều phục hữu tình làm cho giác ngộ? Này thì nam, như mặt trời mọc hay làm cho tất cả hoa sen nở ra, cũng vậy mặt trời Bồ Tát xuất hiện hay làm hay điều phục hữu tình làm cho được giác ngộ. Thế nào là Bồ Tát hay tỏa sáng cả mười phương? Này thì nam, như mặt trời mọc sáng rực cả mười phương, Bồ Tát cũng vậy, dùng oai lực của Bát Nhã ánh sáng rực rỡ tỏa khắp các cõi trong mười phương và chẳng nhiễu loạn các hữu tình. Thế nào là Bồ Tát hay hiện ra pháp lành? Này thì nam, như Nhật Thiên Tử khi xuất hiện ở Thiện Bồ Châu có ánh sáng tỏa khắp, Bồ Tát cũng dạy thành tựu trí quang minh hiện ra các pháp lành. Thế nào là Bồ Tát diệt sạch các lậu? Khi mặt trời lặn thì nơi Thiện Bồ Châu gọi là ánh sáng mặt trời ẩn mất, Bồ Tát cũng dạy khi phiền não của Bồ Tát diệt hết thì gọi là dứt hẳn tất cả các lậu. Thế nào là Bồ Tát hay phát ra ánh sáng? Này thì nam, như mặt trời mọc về tất cả hữu tình, nơi Thiền Bồ Châu mà phát ra những loại ánh sáng, Bồ Tát cũng dạy xuất hiện ở đời về tất cả hữu tình mà phóng ánh sáng trí tuệ phát trừ tất cả ngu si ám chướng cho họ. Thế nào là Bồ Tát hay che khuất ánh sáng của tất cả ngoại đạo tà luận?
Này thì nam, như mặt trời mọc làm khuất hết mọi ánh sáng, mặt trời kia không nghĩ rằng ta chiếu sáng tất cả nơi tăm tối. Nhưng pháp tánh là như vậy, mặt trời Bồ Tát hay hiện ra ánh sáng oai thần chiếu phủ các tà luận ngoại đạo. Bồ Tát không nghĩ thế này, ta có thể chiếu phủ các tà luận ngoại đạo, nhưng pháp tánh là như vậy. Thế nào là Bồ Tát hay hiện rõ chỗ cao thấp? Này thì nam, như mặt trời mọc nơi thiền bộ châu, hữu tình có thấp đều hiện ra rõ ràng. Bồ Tát cũng vậy, mặt trời Bồ Tát xuất hiện ánh sáng trí tuệ đối với hữu tình bằng không bằng đều biết rõ. Đó là hữu tình nào nhập vào các thánh đạo thì gọi là bằng, ở nơi chẳng phải thánh đạo thì gọi là không bằng. Thế nào là Bồ Tát khởi lên sở hành? Này thì nam, như mặt trời mọc khiến cho tất cả nông dân bắt đầu làm lụng, Bồ Tát cũng vậy, khi mặt trời Bồ Tát xuất hiện phát khởi tất cả sở hành pháp thiện. Thế nào là Bồ Tát được người thiện ưa thích? Này thì nam, như mặt trời mọc được các người thiện ưa thích, những loài người ác cùng nhau ganh ghét, Bồ Tát cũng vậy, mặt trời Bồ Tát xuất hiện được người thiện không thông tuệ yêu thích, những bọn người ác vô trí hướng theo các tà đạo quay lưng dưới niết bàn, ưa nơi sinh tử thì cùng nhau ganh ghét. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì ngang bằng với mặt trời. Lời nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì giống như sư tử. Những gì là 10? Một, không hoảng sợ. Hai, không sợ sệt. Ba, không thoái đạo. Bốn, như tiếng rống sư tử. Năm, được vô sở ý. Sáu, dạo chơi nơi phương rừng. Bảy, thường ở nơi hang núi. Tám, không còn dính mắc. Chín, thế lực dũng mãnh có thể phá trừ quân của kẻ khác. 10. Gìn giữ tất cả mầm mống pháp lành. Thế nào là Bồ Tát không hoảng sợ? Này thì nam, như sư tử đi đến đâu cũng không bao giờ hoảng sợ, tự thấy không ai, không có ai bằng mình. Bồ Tát cũng vậy, đi đến đâu cũng không hoảng sợ, tự thấy không có ai bằng mình. Thế nào là Bồ Tát không sợ sệt? Này thì nam, giống như sư tử nghe tiếng của những loài thú dữ dạ kê thì không bao giờ sợ sệt, Bồ Tát cũng vậy, khi tranh luận với tất cả mọi người không bao giờ sợ sệt, không khuất phục, cũng không kiêu ngạo. Thế nào là Bồ Tát không thoái đạo? Này thì nam, bên như sư tử được kêu gọi đến trước tâm sư tử không bao giờ lui tránh nơi khác, Bồ Tát cũng dạy ở nơi nào tranh luận mà một Bồ Tát đến, tâm Bồ Tát không hề tránh né. Thế nào là Bồ Tát như tiếng rống sư tử? Này thì nam, bên như sư tử rống, những loài thú dữ dạ can ở mọi nơi đều hoảng sợ bỏ chạy, Bồ Tát cũng dạy nói pháp với thượng thừa như tiếng rống sư tử làm cho tất cả ngoại đạo dạ can, các thú ác chấp ngã ngã sợ ở mọi nơi đều bỏ chạy. Tiếng Bồ Tát rống tiếng sư tử như vậy nhưng chẳng bao giờ náo loạn tất cả hữu tình, mà chỉ muốn cho họ được điều phục, liền bỏ hẳn chấp ngã ngã sợ. Thế nào là Bồ Tát được vô sở ý? Này thì nam, chỉ như sư tử nhìn khắp nơi đều không sợ sợ, Bồ Tát cũng vậy, quan sát khắp các cõi hữu tình, oai nghi thanh tịnh đắc vô sở ý. Thế nào là Bồ Tát vào chơi nói vườn rừng? Giả như sư tử bản tánh không sợ hay hiện oai thế dạo bước các nơi vườn rừng, Bồ Tát cũng vậy, tự tánh vắng lặng thường hay dạo chơi trong rừng pháp vô ngại. Thế nào là Bồ Tát ở nơi hang đá? Này thì nam, giả như sư tử y cứ nơi hang núi, Bồ Tát cũng vậy, thường lúc an trú nơi hang đá trí tuệ. Thế nào là Bồ Tát không còn dính mắc? Này thì nam, giả như sư tử dứt bỏ không nắm giữ cất chứa, Bồ Tát cũng vậy, dứt bỏ tất cả các nạn phiền não không còn bám víu. Thế nào là Bồ Tát như sư tử? Tánh dũng mãnh có thế lực lớn độc nhất vô nhị nhị. Có thể đánh phá quân của kẻ khác. Này thì nam, Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề, sức độc nhất vô nhị có thể phá tan các chúng quân ma. Thế nào là Bồ Tát gìn giữ tất cả mầm mống pháp lành? Này thì nam, dĩ như sư tử dạo bước gần nơi thôn xóm, tất cả loài thú ác không thể gây tổn hại hoa màu gần nơi ấy, Bồ Tát cũng vậy, du hành gần nơi nhân gian, tất cả ngoại đạo các cầm thú dữ không thể gây tổn hại những mầm mống pháp lành. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì như sư tử. Lại nữa, này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu 10 pháp sau đây thì giỏi điều phục. Những gì là 10? Một, tâm Bồ Đề vững chắc. Hai, làm cho tâm Bồ Đề thanh tịnh. Ba, giữ kín các căn. Bốn, hướng đến chánh đạo. Năm, gánh vác trọng trách. Sáu, không bao giờ nhàm chán mỏi mệt. Bảy, được chánh mạng lợi ích hữu tình.
Tám lìa bỏ tất cả lời nói dối trá hí luận. Chín lìa hẳn vô định. Mười tụ tại chất trực. Này thiện nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì giỏi điều phục. Lại nữa này thiện nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì tự tánh được vắng lặng. Những gì là mười? Một, gặp được thầy vô già. Hai, tu tập nhiều tánh không. Ba, khai mở tánh đạo để mọi trói buộc không bị chướng ngại. Bốn, thuận theo lời dạy bảo của Như Lai mà tu hành không trái nghịch. Năm, tùy thuận nghĩa lý bình đẳng, thông đạt thật tướng của các pháp an trú nơi thế gian, tâm thường khiêm tốn như chiên đà la. Sáu, lúc nào cũng khởi tưởng như người ăn xin, xa liền ngã mạng, phóng túng buông lung. Bảy, đối với pháp Phật không còn nghi ngờ, vì chánh trí của Phật có thể chứng đắc bị hiện tiền. Tám, đối với các pháp không còn do dự, dùng nội chứng của mình mà biết được pháp tánh. Chín, giác ngộ không do nơi người khác mà tự chính mình thấy đạo. Mười, hướng đến Bồ Đề và làm trụng phước cho thế gian. Này thì nam, Bồ Tát thành tựu mười pháp này thì tánh được vắng lặng. Là nữa này thì nam, Bồ Tát nào thành tựu mười pháp sau đây thì như hoa sen. Những gì là mười? Một, không bị ô nhiễm. Hai, không bị dính một chút tội lỗi nhơ bẩn nào. Ba, được giới hương vi diệu. Bốn, luôn được thanh tịnh. Năm, miệng mỉm cười. Sáu, không thô bạo. Bảy, hiện tốt lành. Tám, khai mở giác ngộ. Chín, giác ngộ thành thục. Mười, giúp đỡ người khác. Thế nào là Bồ Tát không bị ô nhiễm? Này thì nam, với như hoa sen mọc lên từ nước mà không bị dính nước. Vì sao? Vì tánh hoa sen thanh tịnh, Bồ Tát cũng vậy. Tuy sinh ra từ trong nước sinh tử, nhưng sinh ra rồi là không bị dính nhiễm. Vì sao? Vì Bồ Tát có thể chứng được tánh pháp bát nhã phương tiện. Do Bồ Tát thiền sao ở trong sinh tử không bị lỗi lầm sinh tử nhiễm đắm, có thể dùng bát nhã phương tiện để theo giữ sinh tử. Thế nào là Bồ Tát không bị dính một chút tội lỗi nhơ bẩn nào? Này thì nam, với như hoa sen không bị dính một nước nhơ bẩn nào, Bồ Tát cũng vậy, không bị dính một chút tội lỗi nhơ bẩn nào. Thế nào là Bồ Tát được giới hương vi diệu? Này thì nam, nếu ở địa phương nào có hoa sen mọc thì hương thơm của hoa sen tỏa khắp những nơi đó. Bồ Tát cũng vậy, du hành khắp nơi ở nhân gian, giới hương của Bồ Tát tỏa khắp những nơi du hành ấy. Thế nào là Bồ Tát luôn được thanh tịnh? Này thì nam, nếu những nơi nào hoa sen mọc thì tất cả thế gian, xóm làng, các bà la môn sẽ nói lời tới đều dùng nơi ấy làm nơi thanh tịnh. Bồ Tát cũng vậy, sinh ở chỗ nào cũng vắng lặng thanh tịnh, thường được chư Phật hộ trì nhớ nghĩ và được khen, được sự khen ngợi của chư Bồ Tát, là được hàng trời người dục xoa kiện đạt phước an tố lạc khẩn đại lạc ma hô lạc già nhân phi nhân đều đi đến đó. Thế nào là Bồ Tát miệng hay miệng cười? Này thì nam, hãy như hoa sen đã cung cấp tất cả hữu tình đều ai thấy tâm đều vui mừng. Bồ Tát cũng phải lúc vào, lúc nào nhan sắc cũng nhu hòa, mỉm cười, không nhăn nhó, cái căn thanh tịnh. Thế nào là Bồ Tát không thô bạo? Này thì nam, với nhục hoa sen tánh đó mềm mại, không thô cứng, Bồ Tát cũng vậy. Tánh thường nhu hòa, lời nói không thô bạo, lại không dối trá. Thế nào là Bồ Tát khai hiện niềm lành? Này thì nam, với nhau có người, tức hoặc ngủ, thậm chí trong một khoảnh khắc, nơi thấy hoa sen cho là tướng ứng điềm tốt lành, nên thẳng thắn khen ngợi Bồ Tát cũng vậy. Trong mọi lúc, nếu ai được thấy Bồ Tát là điềm lành trọn vẹn mà khen ngợi thẳng thắn thì được lợi ích lớn, cho đến có thể chứng đắc nhất thiết trí. Thế nào là Bồ Tát khai mở giác ngộ? Này thì nam, phải như lúc hoa sen đỏ bung thì gọi là khai mở. Bồ Tát cũng vậy, như lúc hoa bát nhã Bồ Đề phần của Bồ Tát được mình ở bung thì gọi là giác ngộ. Thế nào là Bồ Tát giác ngộ thành thục? Này thì nam, với nhập hoa sen khi thành thục, nếu có ai thấy thì làm cho mắt càng thêm vui thích. Nếu có ai ngửi thì làm cho mũi càng thêm vui thích. Nếu có ai xúc chạm thì làm cho thân thể càng thêm vui thích. Nếu có ai hoan hỷ thì làm cho ý càng thêm vui thích. Bồ Tát cũng vậy, thành tựu được ánh sáng bát nhã, khiến cho người thấy mắt được thanh tịnh, người nghe thấy được thanh tịnh, người tiếp xúc, cúng dường thì thân được thanh tịnh, người tự duy khen ngợi tán thán công đức thì ý được thanh tịnh. Thế nào là Bồ Tát được người khác ủng hộ? Này thì nam, phải như lúc hoa sen nở bung, luôn làm cho mọi người và phi nhân bảo vệ.
Bồ Tát cũng vậy, sinh ở nơi nào cũng được tất cả chư Phật và chư Bồ Tát Phạm Vương Đế Thích Hồi Thế ủng hộ. Này thì Nam, Bồ Tát thành tựu 10 pháp này thì được như hoa sen. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên nền bốn ân nặng dưới cơ khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề, phát một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc. Kinh Bảo Vũ quyển 5.